Đối với trung tâm phát triển là thành phố Hạ Long, sau khi thực hiện sáp nhập huyện Hoành Bồ vào thành phố Hạ Long, tỉnh đã ưu tiên dành nguồn lực để triển khai các tuyến giao thông kết nối như đường nối khu công nghiệp Cái Lân qua khu công nghiệp Việt Hưng đến cao tốc Hạ Long Vân Đồn, cầu Cửa Lộc 1. Đồng thời, công tác lập quy hoạch đối với các phân khu chức năng cũng đang được triển khai theo định hướng mô hình đô thị đa cực với vịnh Cửa Lộc là trung tâm kết nối. Hiện nay thành phố đang triển khai công tác quy hoạch tại cái khu vực xung quanh vịnh Cửa Lộc, thì nó bao gồm 3 cái khu vực chính. Thứ nhất là cái khu vực phía bắc là khu vực Hoành Bồ cũ thì được định hướng phát triển theo cái mô hình đô thị dịch vụ hiện đại kết hợp với du lịch sinh thái. Đối với khu vực cảng Cái Lân và khu vực lân cận thì được định hướng phát triển theo cái mô hình công nghiệp sạch hiện đại gắn với bảo vệ môi trường. Đối với khu vực còn lại là khu vực phía đông là cái khu vực Cao Xanh, Hà Khánh cũ thì từng bước là chỉnh trang thành đô thị hiện đại. Việc xây dựng quy hoạch các phân khu theo định hướng không gian phát triển này cho phép Hạ Long có thể khai thác tối đa lợi thế về cảnh quan, điều kiện tự nhiên, quỹ đất rộng lớn xung quanh vịnh Cửa Lộc trong quá trình phát triển. Từ đó thu hút được thêm các nhà đầu tư cho lĩnh vực hạ tầng đô thị, du lịch, dịch vụ tại khu vực này. Chủ trương của tỉnh Quảng Ninh mà lấy vịnh Cửa Lộc làm trung tâm kết nối trong vùng thì tôi cho rằng đây là một cái chủ trương rất đúng đắn và rất là rõ ràng, bởi những yếu tố là nó sẽ mang lại những hiệu quả rất lớn về vấn đề tiềm năng về du lịch và kinh tế. Không phải chỉ riêng là dự án của chúng tôi mà tất cả những dự án lân cận cũng theo đó mà phát triển theo. Tới đây bên phía chúng tôi cũng đã có những cái kế hoạch để mà phát triển dự án và phát triển tìm cách tìm tòi để phát triển một số các dự án mới để phù hợp với cả cái chủ trương của tỉnh Quảng Ninh. Đối với tuyến phía Tây, với hạt nhân phát triển mới là thị xã Quảng Yên, cùng với hệ thống hạ tầng kết nối được đầu tư đồng bộ, việc Thủ tướng Chính phủ có quyết định chính thức thành lập khu kinh tế ven biển Quảng Yên đã tạo ra những cơ hội mới cho khu vực này. Việc mà tỉnh Quảng Ninh xác định thị xã Quảng Yên là hạt nhân phát triển mới của tuyến phía Tây, một lần nữa tôi nghĩ rằng là tập thể lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh khẳng định về tầm nhìn chiến lược cũng như là sự quyết tâm trong việc là tạo mọi điều kiện thuận lợi, khai thác cái thế mạnh của thị xã Quảng Yên để nhanh chóng phát triển trong thời gian sắp tới. Và tôi được biết rằng là tỉnh Quảng Ninh hiện tại đang tập trung nỗ lực để mà phát triển cơ sở hạ tầng cho thị xã Quảng Yên. Trong đó thì có các cái tuyến đường để đấu nối về cao tốc Hạ Long Hải Phòng. Và hơn nữa thì thời gian gần đây, Thủ tướng Chính phủ cũng đã phê duyệt quyết định thành lập khu kinh tế Quảng Yên với những cái ưu đãi đầu tư tốt nhất hiện tại của Việt Nam. Thì tôi nghĩ tất cả những yếu tố đấy sẽ giúp cho thị xã Quảng Yên trong thời gian sắp tới sẽ phát triển và đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh Quảng Ninh. Ở tuyến phía đông, tuyến cao tốc Vân Đồn Móng Cái đang được đẩy nhanh tiến độ và dự kiến hoàn thành trong năm 2021, sẽ tạo ra động lực phát triển mạnh mẽ hơn nữa cho khu vực này. Trong đó đặc biệt là đối với hai mũi đột phá là khu kinh tế Vân Đồn và khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái. Cái hạ tầng với Vân Đồn về đường bộ, đường cao tốc, nhất là đường không đã đánh thức được tất cả cái tiềm năng của Vân Đồn. Và người ta biết đến Vân Đồn rất là nhiều, đặc biệt các doanh nghiệp trong nước và ngoài nước đã đang và đến với Vân Đồn. Với những định hướng phát triển đúng đắn cộng với sự đồng lòng, quyết tâm của cả hệ thống chính trị sẽ là những nền tảng vững chắc để Quảng Ninh hoàn thành toàn diện các mục tiêu mà nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 15 đã đề ra, cũng như cho cả giai đoạn sau này. Xây dựng phát triển Quảng Ninh giàu đẹp, văn minh, hiện đại là một trong những trung tâm phát triển năng động toàn diện, trung tâm du lịch quốc tế, trung tâm kinh tế biển, cửa ngõ của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước.